Mến chào các bạn thân thương. Mình hái được khoảng 50 phao táo tàu. Đó, cái đây là cái loại trái táo tròn của mình. Cái đây là loại táo dài, hai trái nó khác nhau. Đó. Nó chiêu nó cứ cỡ khoảng giờ này đó. Nó thấy đỏ đỏ vậy là nó biết ngọt, mà nó lợi nó cứ mổ đó. Đó, đây là những cái trái đó, đây là táo tròn của mình á, mà nó lợi nó mổ đây nè. Nó mổ nó khuyết thử đó, cho nên những cái trái này đó mình có thể mình hái, tại vì nó cũng nhiều quá rồi, cho nên mình chỉ sẵn rong mớ trái tốt á, trái tốt như trái trở trở dày thôi đó, thì là mình đem mình cất để mình đem đi cho đó, để là mình ăn, để ăn từ từ, để ăn sống đó. Còn có những cái trái mà nó nứt á, nứt cái này là mấy trái chim ăn thì mình cũng gạt giặt ra hết á đó. Cái này là mình đem mình nấu nước mình uống, với lại cái nước không mình nấu không hoàn toàn, mình chỉ bỏ miếng muối thôi đó, rồi mình nấu đó. Thì cái đó là khi mà mình nấu gà đó, bạn vớt ra bạn bỏ vô, rồi cái bạn bỏ trong cái bịch tiếp lót đó, bạn freeze nó lại, thì bạn để dành nó lâu hơn, rồi bạn để tươi rồi bạn bỏ vô thì cái nó sẽ hút cái khô. Còn khi mình bạn luộc tước đó, thì khi nó căng ra vậy đó thì nó không có hư đó. Những cái trái to to như thế này đó, cái này cũng có dấu chim ăn chút xíu nữa, mình gọi sót đó. Đó rồi mình cứ gọt bỏ ra về, nên là mình nấu lấy nước mình uống. Rồi cái có một mớ cái thì mình sẽ ăn luôn, mình không cần bỏ đường, nó ngọt mình không bỏ đường mà. Cái nước á thì mình để đó, mình cứ nấu đi nấu lại, cái nước đó nó ngọt mà nó thơm lắm, nó như nước trà vậy đó. Thì anh bỏ vô cái chai nước ngọt á, cái anh bỏ vô trong cái tủ freezer, anh freeze lại trước khi mình đi làm á, cái mình xách theo chai mình uống được 2 lít uống được nguyên ngày đó. Đó là mình bột sốt, là thường cái táo tàu là mình ăn kiểu vậy đó, chứ còn ngồi mà nhai đó với bạn, nhai riết nó trẹo qua hàm luôn, nó nhiều lắm đó. Mà tới mấy chục cây lận, mà năm nay là mình đã cưa xuống 1/3 rồi đó, thành ra nó ít trái hơn. Nhưng mà trái đó, nào trái nó bự, mà giờ là chim nó lại nó ăn rất là nhiều, kiến cũng nhiều, cái con beetle nó ăn cũng nhiều đó. Rồi đó con con cái thằng xóm gì nó lớn, chứ thằng xóm gì nó đi chiếc ATV với bạn nó lấy, nó hái thì nít mà chơi nó cũng không ăn thua gì, nó có nhiều mình ăn cũng đâu có hết. Nhưng mà nếu mà mình kêu mình cho nữa thôi là nó làm sạch hết rồi đó. Thường là những trái nào khi mà nó nhiều nước hoặc nắng quá hoặc lạnh quá nó chuyển, nó sẽ nứt như thế này đó. Thì mình không có, mình để vậy nó sẽ hư cái trái, hư trái hư cây, cho nên nó là mình lấy ra hết. Khi mà mình lấy ra được đó thì mình á, đây là mình đem mình nấu liền, nó nứt rồi nó mình nấu liền được, chứ mình để trong tủ lạnh á chừng á được 1 tuần lễ vẫn phải ăn. Bạn không ăn thì cái chỗ cái đường kẽ nó sẽ nó mốc đó, là nó hư lần lần nó. Cho nên mình nó sẽ process cái kiểu vậy của mình đó, theo đó mình làm á. Ở bên đây đó đó là những cái này đó, nó mổ to to đó, là thì mình cho nó ăn bớt, cứ làm được không chừng thao gì mình đem ra mình đổ ra cho tụi nó ăn, cho mấy gà mình nó ăn đó. Thay vì mình để trên cây được, cái kiến cứ tiếp tục có lên nữa, bằng những cái trái nào kiến ăn đó mình hái mà liệng ra xa xa đó, để cho nó không có đi lên trên đó. Nhưng mình không có thịt thuốc thịt kiến, cho nên mình bây giờ mình sẽ lên mà thu hoạch, thì tuần sau thì nó chín á thì mình sẽ thu hoạch nhiều hơn, mình sẽ quay lại toàn bộ cái trái của mình thâu lại nó bao nhiêu. Bữa nay là mình hái là cái thùng có bucket 20 lít á, là mình hái được 5 thùng như vậy đó. Đó là mới chỉ là cái sơ bộ thôi đó nha, mới bắt đầu thôi đó, bắt đầu nó mình thấy nó kiến ăn với là con beetle nó ăn, là mình phải đợi mình thu hoạch liền đó. Đó bây giờ mình sẽ nấu cái nồi nước ở dưới này, là một cái nồi nước nước ở trên nó là táo tàu mấy bạn. Thì khi mà mình cần giống như ngày mai mình làm mình hái được thêm mới nữa đó, thì mình sẽ lấy cái này ra mình đổ ra mình ăn, có thể mình cho gà ăn rồi này, để mình store lại tùy thôi, mình thích gì mình hứng gì mình làm đó ha. Đó mà rủ bữa nay rủ đi Costco mua 2 con gà về, mình tính cũng ăn gian mình nấu cái kiểu giả chiến của mình, nó lấy cái xương nấu với cái nước táo này nha. Đó là lấy cái nước ngọt đó rồi đó, rồi mình lấy mình hầm gà rồi bỏ thêm thuốc bắc rồi vô nữa. Ông không chịu đi, ông làm chuyện nhà ông đi, ông đi thôi chứ mình cũng chịu thua luôn đó. Thì cái phần cất tùm cất xong rồi, nếu mà ngày mai ngày mốt thứ ba này mình đi làm á, thì mình sẽ chạy xuống Huntington với xe ghé bỏ xuống cho chị Tư của ảnh một mới ở trước nhà, rồi mình đi, chứ mình cũng không có nói chuyện với chị nữa các bạn. Mình làm ở Huntington Beach xong mình chạy lên Los Alpine rồi mình làm cái epoxy ở đó, rồi xong mình đi trở về đó, là mình tiếp không mình còn đi qua chỗ cái đường Beverly Glen chứ, để nó làm non xuyên crowd đó, nếu mà nó có làm, còn nó không làm thôi thì ngày tối cũng được. Cũng có tha thiết cái vụ đi làm, giờ là chỉ lo là cái công chuyện nhà là chánh
đó thì mình hôm hôm qua đó là mình ra mình làm buổi trưa ra sáng ra là mình làm bên nhà gấp, nhớ cũng có kiến mà nó cắn nó ngứa, mà khi đã ngứa đã gãi được một chỗ rồi á là nguyên cái cơ thể nó rần rần nó ngứa và nó cứ nằm ở trong đó, nó cái allergy của mình nó kỳ cục lắm. Nó không bắt đầu thì thôi, nó ngưng là 7 năm nay rồi, là không có bị dị ứng lại, không có bị đi nhà thương. Mà lần này đó là mình bị là nó nặng nhất đó là sưng luôn cái mặt mày, mình không mở mắt ra luôn được, không thấy đường đi luôn, chứ lúc trước còn lái xe đi đi bác sĩ được, đi bệnh viện được đó đó. Vậy thôi mình chỉ chia sẻ với mấy bạn với mấy em đó, giờ là cái này là cái phần này phần của mình ăn, cái đó là cái ngày hạnh phúc nhất của mình đó. Rồi đó, các bạn hẹn.